Theo đó, các loại cây thông thật được nhập từ Mỹ và các nước châu Âu như Đan Mạch và có thể trưng bày được từ 1 đến 2 tháng với điều kiện thời tiết tại Việt Nam. Khi về đến nước ta, mỗi cây thông thật cao từ 1,5 cho đến 3 mét sẽ có giá từ 5 triệu đến 15 triệu đồng tùy theo họ cây, chiều cao và kích cỡ của cây. Đây là mức giá bán đã tăng từ 15% đến 20% so với năm ngoái. Một số cửa hàng kinh doanh cho biết, thị trường các mặt hàng cây thông thật nhập khẩu về Việt Nam trong năm nay không ổn định. Do đó, khách hàng cần phải đặt trước từ 1 đến 2 tháng. Và hiện nay, sau khi trải qua đợt nhập khẩu lần 1, nhiều cửa hàng cũng không nhận thêm đơn hàng bởi gặp khó khăn về việc vận chuyển và khó xác định được thời gian giao sản phẩm cho khách hàng. Ở cây thông thật thì nó có một cái mùi thơm rất là đặc trưng, thì nó sẽ khiến cho cái mùa Giáng sinh của mình nó ấm áp hơn. Cho hiện tại, các cái tình hình dịch ở COVID ở các nước châu Âu đang diễn biến khá là phức tạp. Thế nên là các cái chuyến bay mà nhập thông về Việt Nam thì nó cũng bị giới hạn. Và các cái đơn đặt hàng phải đặt hàng từ rất là sớm thì mới sắp xếp được cái chuyến bay phù hợp để có thể về Việt Nam. Để phục vụ cho dịp lễ Giáng sinh thêm ấm áp, rộn ràng, ngoài cây thông thật, một số loại cây khác cũng được nhiều người yêu thích như tùng thơm, tùng xanh, trắc bách diệp, cây tràng nguyên. Đây là những loại cây cảnh mà quý khán giả mua gì ở đâu có thể dễ dàng tìm mua tại các cửa hàng cung cấp cây hoa kiển, có giá bán thấp hơn so với cây thông thật nhập khẩu.